Ok, rồi Nghĩa xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với video ngắn nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch. Thì cũng khá là lâu rồi cả nhà ha, phải đâu đó gần một tuần từ thứ tư tuần trước đến hôm nay thì Nghĩa mới có thể quay trở lại làm video cùng với anh chị nhà đầu tư của mình sau khi nhập viện vào tối thứ tư tới ngày hôm nay. Thì đầu tiên là chúc mọi người xem video hiệu quả cũng như là thời gian vừa qua anh chị nhà đầu tư chúng ta có được những cái kiến thức những cái hoạt động tham gia đầu tư giao dịch tốt khi mà đồng hành cùng với mình, và hy vọng sắp tới sẽ vẫn nhận được những cái sự ủng hộ của anh chị nhà đầu tư nhiều hơn nha cả nhà. Rồi thì hôm nay vậy anh thấy anh cái để một cái thumbnail đúng không, cái đĩa đó là VN Index tích lũy ở phân là hàng thì đừng có rớt. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích đánh giá thị trường sau phiên dịch ngày hôm nay ngày 29 tháng 11 để cùng cập nhật và đưa ra một cái kế hoạch đầu tư cho giai đoạn sắp tới. Thì và xin nhìn về kết quả của phiên ngày hôm nay vậy nhà đầu tư mình có thể thấy được là một kết quả tốt đúng không, một kết quả tốt, một màu xanh khá là thuận mắt, khá là ưa mắt khi mà chúng ta đang có là các chỉ số chúng ta tăng điểm tương đối tốt. Index thì tăng nhẹ 7 điểm, VN30 tăng 4.65 điểm, HNX Index là 264 điểm và Upcom là tăng nhẹ 0.38 điểm, mức tăng chỉ số chung thì đâu đó dưới 0.5, quanh 0.5%. Có sàn Hà Nội tăng nhiều hơn 1,18%, một cái kết quả tích cực. Chúng ta đã ghi nhận 383 mã tăng xanh, 122 mã giảm, 19 mã tăng xanh tính riêng riêng VN30 và 6 mã giảm. Như vậy có thể đánh giá được là gì? Cái sự vận động của thị trường đang có vẻ như là tốt, tiếp tục một phiên tăng điểm sau phiên ngày hôm qua. Phiên ngày hôm nay thì cũng là một phiên sau khi thị trường rút chân, không vậy cũng là một phiên sau khi thị trường rút chân, cũng có vẻ như là giống như thứ hai, nhưng mà cái sự vận động của ngày hôm nay thì đánh giá nó tốt hơn hẳn so với lại phiên trước, khi mà chúng ta đã thấy được là thị trường không trở lại một phiên giảm và chúng ta có được những cái sự lan tỏa tích cực hơn ở đây phần nào đó điều tiết của thị trường. Thì Nghĩa sẽ chỉ ra những cái con số đó để chị nhà đầu tư mình có thể thấy. Đầu tiên là chúng ta thấy nhìn về kết quả như vậy, chúng ta thấy là VN30 sắc xanh đang bao trùm, trong đó chúng ta thấy những cổ phiếu cửa dưới anh chị, những cổ phiếu của cửa dưới ví dụ như là PLX của nhóm dầu khí này hôm nay cũng đang tăng tới 6% đúng không, vậy thôi PLX đang tăng tới 6%. Rồi chúng ta thấy những cổ phiếu như là Masan cho cái mẫu hình kinh điển hai đáy rất rõ nét. Masan đánh một cái phiên tăng để đánh giá là rất quan trọng của Masan, quan trọng của Masan đấy cho mẫu hình hai đáy. Rồi chúng ta cũng có ghi nhận Thế Giới Di Động cũng có tin tức tốt tăng. Thì những cổ phiếu trụ của nhóm bán lẻ như là Masan, như Thế Giới Di Động thì đang phản ứng tốt ở bên ngày hôm nay, cũng như là có SKB này, như vậy thấy không? Những cổ trụ kinh điển của mô hình hai đáy đã rõ nét. Thì tin tức mà mình có nhắc tới đó là các thông tin về VAT của Quốc hội thống nhất sẽ giảm 2%, tiếp tục duy trì đến giữa đến giữa năm 2024, tức là đến ngày 30 tháng 6 2024. Thì cái điều đó làm cho cái nhóm bán lẻ có những cái phản ứng tích cực ở buổi sáng và tạo ra được cái sự phục hồi. Và anh chị nhìn thì rõ ràng cái giai đoạn này anh chị đúng không, những phiên trước thì chúng ta đã thấy sự tích cực của Vinhome đấy, ví dụ như Vinhome rồi nhà Hậu Vin lên tiếng đúng không? Rồi có viết những phiên trước cũng khá tích cực, tức là cái đà giảm nó đã dương. Các phiên ngày hôm nay tiếp tục cái lại đảo sang trụ khác trong một cái bối cảnh mà thị trường chúng ta nghĩa đánh giá nó vẫn chưa có xu hướng mới, vẫn đang là cái trạng thái tích lũy, thì cái việc mà đảo dòng đảo trụ cũng vậy, nghĩa đánh giá là một cái điều hay, một cái điều hay giúp cho thị trường chúng ta giữ được cái trạng thái cân bằng, không có sự chênh lệch ở những cổ phiếu với nhau, là cổ phiếu nào cũng được chia sẻ tiền qua từng phiên cả. Phiên ngày hôm nay thì đến Thế Giới Di Động, Masan,
Thì ngày mai sẽ quay ra một vài cổ phiếu nào đó khác, ví dụ như Vinamilk hoặc là quay trở lại Vietcom, rồi sẽ có những cái phiên thì được có được cái sự lên tiếng của nhóm ngân hàng chẳng hạn đấy. Đầu tiên là cái giai đoạn này người đánh giá nó vận động ở trụ nhưng mà hoạt động tốt. Vì sao tốt? Thứ nhất là mặc dù anh chị kêu là hôm nay thị trường tăng nhưng mà thanh khoản ít thì có đáng ngại hay không, thì câu trả lời mình là không, mà mình đánh giá tốt anh chị. Cá nhân nghĩa đánh giá tốt tại vì thị trường thể hiện được cái sự nghi ngờ của nhà đầu tư, và chúng ta hay có câu nói là đi lên trong sự nghi ngờ. Thì khi mà cái sự hoài nghi của thị trường nó vẫn đang tiếp diễn, nó vẫn đang diễn ra, có gì bên mua thì chưa chủ động quyết liệt mua, bên bán thì người ta sẽ cũng không bán ở thời điểm này quá nhiều nữa, mà đa số đều đang đứng quan sát và nhìn vào thị trường. Thì cái yếu tố thanh khoản của thị trường nó sẽ cạn dần, mà tiền trên thị trường ít thì hình dung nó không thể đánh quá nhiều và không thể đánh lan tỏa được. Như vậy những cái phiên mà mang cái yếu tố là vận động giữ nhịp thị trường như thế này thì giá thanh khoản thấp là chuyện bình thường, và tiền chủ yếu sẽ đánh ở trụ, để bị đánh trụ thì mới điều tiết được điểm số. Chứ thời điểm này mà tiền quay vào mid cap đi vào mini thì cái cuộc chơi thị trường nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiền ít thì phải đánh ở trụ để giữ nhịp thị trường, cho nên người đánh giá kết quả tốt. Kết quả tốt rồi. Còn về nhóm ngành thì lướt một vòng như vậy thì không thấy nhóm ngành nào có sự tích cực ngoài nhóm dầu khí ngày hôm nay. Ngày hôm nay có nhóm dầu khí quá tốt ha. Như vậy nhóm dầu khí thì mình cũng phải chia sẻ với anh chị là lúc trước thì có khuyến nghị một vài cổ phiếu như là PVD, PVB đúng không? Thì với PVB thì mình đã cơ cấu cho khách hàng, tại vì PVB vận động khá là yếu, rất là không được nét lắm, nhưng mà PVD thì vẫn giữ như vậy. Và ngày hôm nay mình chính thức là cho nâng PVD, khi mà chạm vào target mình đã đưa ra đó là 29 đấy. Mình cho khách hàng mua vùng giá 27, 26.3, 6.5 là bắt full, thì thỏa mãn hết luôn. Hôm nay thì PVD đã đạt target 29 và nghĩ cho khách hàng nâng cái target lên, có target mới. Anh chị nhà tư nào mà quan tâm tới target nào thì mọi người có thể liên hệ với Nghĩa ha. Ồ, vì sao nó lại không block ta? Mã cái đấy. Lên tới target 29, lên cao nhất ngày hôm nay là mình sẽ cho năng luôn anh chị, chưa mặc dù chưa chạm anh chị đúng không, nhưng mà mình thấy cái vị thế đánh kiểu này là có thể chạm là mình cho năng luôn, target mình là 29 cho năng luôn. Đó, dòng dầu khí đang phản ứng tốt. Anh chị nhớ cái nhóm dầu khí là Nghĩa có chia sẻ với mọi người về cái việc đó là dầu khí sẽ có cơ hội tăng trưởng khi mà cái xu hướng của giá dầu thế giới ở giai đoạn cuối tháng 11 anh chị sẽ chỉnh lại và có cơ hội tạo đáy đúng không. Nghĩa có chia sẻ với cả nhà mình là như vậy. Anh chị thấy giá dầu thế giới sẽ có xu hướng tạo đáy ở nửa cuối tháng 11, thì khi đó dầu khí sẽ có cơ hội chạy. Đó, mọi thứ đang hoạt động như vậy. Rồi, tiền đảo ngày hôm nay mình cũng ghi nhận vẫn là những một vài nhóm tích cực như là bất động sản đúng không, khi mà có Novaland cũng đang tăng tốt 3% này. Không, vì sao cứ lần đầu nó là không hiện quá đấy, như thấy Novaland cũng tăng tốt này, gần 4% luôn chứ không 3%. Có DG cũng quay trở lại tăng tốt 2% này, hôm nay có Penny HQC cũng được này. Rồi chứng khoán thì chúng ta thấy được cái sự tích cực ở thời điểm cuối phiên, thì ngày hôm nay có SHX cũng tăng tốt này, SHX tăng 2.8%, khá là tích cực. Rồi đang có SBX, một cổ phiếu khác, rồi STS, đó cũng vận động khá tích cực, cái tức là cái dòng chứng nó vẫn hút. Rồi thép ghi nhận đúng không, ghi nhận phiên ngày hôm qua thép quá tốt đúng không cả nhà. Ngày hôm nay thì anh chị thấy Hoa Sen tiếp tục tăng. Ngày hôm qua livestream buổi trưa mà nói là mua Hoa Sen đi đúng không, có hỏi mình là mua Nam Kim được hay không, người nói mua Hoa Sen đi, Nam Kim không có điểm mua đẹp, Hoa Sen về hỗ trợ dấu găm sát 20 anh chị mua quá đẹp luôn. Ngày hôm qua ấy mua xong anh chị thấy lợi nhuận bây giờ ngày hôm nay cũng được tới 7% rồi đấy. Tức là ở cái thời điểm này anh chị, tiền ít thì tiền sẽ không phân bổ quá nhiều đâu nha. Tức là tiền sẽ cô đọng lại, chỉ tập trung vào những cái nhóm ngành cơ bản như là chứng khoán, như là bất động sản, như là thép, có thể sẽ mua men sang dầu khí phiên,
có thể phiên sau sẽ lại quay trở lại nhóm đầu tư công, có phiên sẽ quay trở về nhóm ngành khu công nghiệp, tức là tiền nó sẽ đảo ngắn như vậy. Chứ cái giai đoạn này thì người đánh giá là tiền sẽ chưa quá khỏe, chưa quá khỏe. Ok, đấy, đó là cái sự vận động, mà cái sự vận động của thị trường. Và về mặt kết quả đánh giá ổn. Nhìn sang dòng tiền, nhìn sang dòng tiền anh chị. Thì ngày hôm nay chúng ta có ở nước ngoài ta bán ròng hơn 100 tỷ, đúng 100 tỷ. Thì ba phiên rồi nước ngoài giao dịch chậm nha, nước ngoài giao dịch chậm lại. Cũng giống như cá nhân thôi. Mấy nước ngoài bán là 121 tỷ ở thế giới di động và mua vào VCI 87 tỷ của chính chiều quỹ. Tức là nước ngoài người ta cũng có vẻ như đảo. Cái trạng thái bán là bán chủ yếu vào buổi sáng và đầu phiên chiều, nhưng mà gần 2 giờ chiều thì thấy là bắt đầu nước ngoài có trạng thái quay trở lại mua này, mua khá là nhanh ha, mua khá là nhanh. Đấy, thì đó là cái dịch của nước ngoài. Tự nhiên thì có vẻ như chưa có số liệu. Thanh khoản thấp thì nghĩ là giải thích chuyện này chuyện bình thường, quá đủ bình thường ha. Ok, một điều chúng ta là thấy đó là thị trường đang tốt về mặt đó là phân bổ, khi mà mặt bằng chung cổ phiếu đang tích lũy, còn trong cổ phiếu người ta đang thấy là tích lũy rất chặt rồi, cái biến động sắp tới của thị trường người ta nói là sắp sửa diễn ra đấy, nhanh thì chắc là có thể là mai mốt gì đấy, còn chậm thì ở tuần sau, nhưng mà sắp rồi đó cả nhà. Sắp rồi. Rồi thì về thị trường cái góc nhìn kỹ thuật. Về thị trường cái góc nhìn kỹ thuật. Về thị trường cái góc nhìn kỹ thuật. Thì về thị trường cái góc nhìn kỹ thuật thì chúng ta thấy phiên ngày hôm nay một cái nến màu xanh. Một cây nến màu xanh. Ngày hôm qua một cái nến rút chân cũng rất là tích cực. Ngày hôm nay một cái nến màu xanh và thị trường vẫn đang trong cái xu hướng tích lũy. Cái thời điểm vàng của thị trường đang sắp tới chị, khi mà thị trường sẽ có cơ hội vượt qua được cái vùng mây mỏng này, mây mỏng mà nếu như thị trường mà vượt qua được cái vùng mây mỏng này thì cuộc đời của anh chị là sẽ là thăng hoa luôn chị. Chúng ta hay có nói là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc á, thì mình đánh giá là nó nằm ở cái thời điểm này đây, khen chốt nằm ở cuối tuần này và đầu tuần sau. Được chưa? Thì hôm nay thị trường lên cao nhất đó là 1105, cái cản của thị trường đó là 1103. Tuy nhiên là chưa vượt cản, nhưng mà với cái diễn biến này thì cái khả năng cao ngày mai thị trường có thể vận động. Thì đi vào các khung đồ thị ngắn, ví dụ như khung đồ thị H1, khung đồ thị H1 4 giờ trước anh chị. Anh chị thấy là không được thì 4 giờ là giá đã nằm trên mây rồi. Mà giá nằm trên mây và anh chị thấy là bây giờ dưới này là cả một rừng hỗ trợ. Mây rất to đúng không? Rồi giao găm hỗ trợ, như vậy là thị trường chúng ta cực kỳ an toàn. Thị trường cực kỳ an toàn ở thời điểm này. Được chưa? Thị trường cực kỳ an toàn ở thời điểm này. Cho nên nếu như nói mà để thị trường yếu, vía quay trở lại, thì đánh giá rằng là khó. Cái điểm tựa của thị trường bây giờ đó là 1090, 1090 điểm tựa thị trường. Nếu thị trường mà có quay trở về rung lắc thì chắc cũng chỉ quay về cái vùng 1090, quay về thì sẽ vẫn là cơ hội cho anh chị nhà đầu tư mua vào thôi, chứ mình không đánh giá là thị trường có rủi ro hay là yếu gì ở thời điểm này. Khi mà cái điểm tựa mai tương đối tốt, không phải là tương đối tốt mà rất tốt, cho nên anh chị an tâm nếu chị nhìn vào hoạt động này. Nhìn sang không đồ thị giờ, em đã thấy là cái cản mất 1103 ngày hôm nay lần đầu tiên lên, cái này sẽ rung lắc. Tuy nhiên cái đà này vậy thì có thể ngày mai sẽ tăng vượt cản trong buổi sáng ngày mai luôn, rất có thể sáng ngày mai sẽ tăng vượt cản. Cơ hội tăng sẽ có trong sáng ngày mai. Đầu phiên nếu như thị trường tăng thì sẽ tăng luôn đầu phiên, còn nếu như mà đầu phiên thị trường không vượt cản 1103 thì thị trường sẽ lầm đuổi trong phiên ngày mai, và đặc biệt đến buổi chiều á, thị trường sẽ có khách sạn hút giá xuống, và khách sạn hút giá cũng chính là cái vùng 1090 á. Cho nên ngày mai nếu như mà giờ thấy buổi sáng thì được không tăng, thì buổi chiều thị trường có rung lắc về cái vùng 1090 đến 1095 là chuyện hết sức bình thường.
Dạ, hết sức bình thường tại vì khách sạn xuống. Mà tại vì nó xuống rung lắc rồi sẽ quay trở lại tăng thôi. À, cho nên nha, mọi người cứ yên tâm và nếu như thị trường giảm trong ngày mai thì vẫn là cơ hội cho anh chị mở mua cổ phiếu. Giảm là cơ hội. Mình nhắc lại, giảm là cơ hội chứ không phải sợ thị trường này nhé. Mọi người đừng có sợ thị trường này. Giảm là cơ hội mua. Anh chị mà đã ôm full hàng rồi thì cứ yên tâm, nắm giữ cổ phiếu chưa có biến gì cả. Đương nhiên có biến thì mình sẽ hô ngay, nhưng mà thị trường này chưa có biến gì cả. Cái mặt bằng chung vì sao người ta thấy là thị trường đang nén khá chặt và thị trường cũng chưa thể chạy ngay ngày mai vì cái sức của thị trường nó chưa đủ. Chị thị trường đẹp công phá nó phải nằm vào thứ sáu, hoặc là thị trường ngày mai sẽ tăng vượt luôn cản trên mất 1.103, sau đó sẽ tích lũy ở trên ở phiên chiều trên cái ngưỡng này. Hai là thị trường không vượt buổi sáng thì bên chiều thị trường có thể lên sình rung lắc lại giảm lại vùng 1.090, 1.095 đó, cho nên giảm thì canh mà mua. Giảm xong thị trường thứ sáu sẽ quay trở lại tăng, thứ sáu sẽ quay trở lại tăng, cho nên chị yên tâm về thị trường này đó. Thì cũng đang có một số cái thông tin đúng không, nói rằng là thị trường đang vai đầu vai ngược. Một số thông tin đang nói thị trường đang vai đầu vai ngược. Ví dụ như này đó, đó quanh này rồi, thì nếu như vai đầu vai ngược như vậy thì chúng ta phải đợi, chúng ta phải đợi cái sự xác nhận của thị trường. Đấy, ở đâu đó quanh cái vùng 1.120. Đấy, nếu như mà vai đầu vai ngược thì phải đợi thị trường vừa có mốc 1.120 thì mới xác nhận vai đầu vai ngược. Mà khi kịch bản đó là coi như là thăng hoa luôn. Lúc đó là anh chị sẽ nhảy vào full margin luôn. Còn cái đoạn này thì mình vẫn canh để gom thôi, gom rồi bằng có những cổ phiếu mà đảo hàng thì mình sẽ cho khách hàng đảo ngắn T cộng chẳng hạn. Đấy, còn lại thì Nghĩa vẫn báo là chờ đợi vượt cản 1.120 thì full margin, chứ mình sẽ không đợi 1.137 nữa, mình sẽ hạ xuống. Tại vì bây giờ cái nó còn có tín hiệu này, nếu đây là có tín hiệu thật sự gì rõ ràng thì phải đợi 1.120 là nhảy vào cuộc chơi. Thì ngày mai vậy, ngày mai thì nếu như mà thị trường rung lắc thì vẫn chiến lược đó là canh mà mua, nhặt mà mua ha, đỏ thì mua, xanh thì chúng ta có thể hạn chế được. Bây giờ nhớ cái giai đoạn này cho mình, đỏ thì mua, xanh thì hạn chế, không cần phải gắn gượng làm gì cả, đừng có đuổi ha, đừng có đuổi như vậy. Đỏ thì mua, xanh thì đứng nhìn. Nhớ mọi người đừng có chuyển thành xanh này lại muốn đuổi, nhưng mà đỏ chúng ta sợ. Giống như ngày hôm qua đúng không, ngày hôm qua thị trường rung lắc có rất nhiều cổ phiếu đẹp để mua. Ngày hôm qua có HSG mình có báo nhặt giá 20 nhưng mà anh chị cũng sợ khá là nhiều. Ngày hôm qua có đất xanh, họ đất xanh đánh về đúng hỗ trợ vô găm quá đẹp luôn, 19 nha. Ngày hôm qua là về sau nhất là 18.65, hỗ trợ của vô găm là 18.6, đã xong rút chân quá đẹp luôn. Ngày hôm qua anh chị nào theo dõi livestream là thấy mình đưa lại rất là rõ ràng đó. Cho nên cái cơ hội bây giờ anh chị nhìn mặt bằng chung mà bất động sản đã tích lũy, anh chị thấy tích lũy chặt không? Rất chặt nha, rất là chặt luôn. Anh chị nào nhìn Bollinger Bank là Bank cũng đã bắt đầu đang bó lại rồi chứ. Bollinger Bank mà bó lại là sắp có biến rồi anh chị. Anh chị nhìn mặt bằng tích lũy rất là nhiều. Anh chị nhìn mặt bằng tích lũy nhiều lắm. Tích lũy rất là nhiều. Rồi chứng khoán cũng tích lũy rất là chặt, cho nên thị trường sắp có biến động rồi, sắp rồi, sắp rồi ở nhà nha. Hoặc là cuộc đời nở hoa, hoặc là cuộc sống bế tắc. Tuy nhiên thì nếu như nhìn vào cái từ vận động của thị trường đúng không, việc mà thị trường liên tục giữ hai lần tuần về vùng 1.076 và đưa cầu vào để kéo thị trường trở lại, rồi luân phiên điều tiết trụ để giữ nhịp thị trường, bên cạnh các cái sự vận động của kỹ thuật lại đang có khách sạn hút giá lên ở không được thị tuần, thì chúng ta đang thiên về một kịch bản là biến động lên. Cho nên cái cơ hội tăng của thị trường đẹp nó sẽ diễn ra vào thứ sáu, đẹp về thứ sáu như vậy. Ngày mai mình không cần thị trường tăng,
em ăn thì đừng có thịt đỏ không được, không vấn đề gì cả. Đó. Đỏ không được anh chị. Đấy. Bây giờ nhưng mà thứ sáu là nên tăng. Thứ sáu không tăng thì thứ hai sẽ có một phiên thị trường bùng nổ. Và chắc chắn cái giai đoạn này không thể vắng mặt của ngân hàng được. Không thể vắng mặt anh cả ngân hàng được. Còn này mà vắng ngân hàng thì thị trường sẽ khó diễn ra cái phiên bùng nổ, phải có ngân hàng xuất hiện giúp đỡ. Đó, mọi người theo dõi nhé, thầy theo dõi các cổ phiếu của những ngân hàng BIC này, BIC đã vừa cản này, cơ hội tăng của BIC rất lớn nha. BIC còn đang nén khá chặt và tích lũy rất đẹp rồi đấy. Đó, cho nên nhớ thị trường mà bùng nổ thì cơ hội chúng ta sẽ cực kỳ nhiều luôn. Và cho nên anh chị nhà đầu tư mọi người cứ tranh thủ mà gom cổ phiếu, nhặt cổ phiếu, nhớ đừng bán ở cái giai đoạn này quá nhiều ha. Nếu bán thì phải canh để cover lại ha. Anh chị mà bán ở thời điểm này bị bán xả rất dễ mất hàng đấy ha. Và nhớ là phải cover lại hàng ngay khi mà có cơ hội, khi mà thị trường rung lắc. Và cơ hội rung lắc nó sẽ nằm ở chiều ngày mai, sáng ngày mai sẽ chưa đâu, chiều ngày mai sẽ có rung lắc. Ok anh chị. Rồi còn chính sách thì cuối năm thì cũng chưa có gì, chỉ có đang có chính sách nãy mình có nói là giảm VAT đó, hiện là phản ứng thẳng vào cái nhóm bán lẻ ngày hôm nay rồi. Phản ứng thẳng vào cái nhóm bán lẻ ngày hôm nay rồi, còn lại thì tin tức thì cũng không có tin tức gì cả. Quan trọng đó là chúng ta chờ đợi thị trường xác nhận, thị trường mà tạo đáy được trung và dài hạn ở tuần này anh chị, là đáy trung và dài hạn luôn, không được thì tuần đó, thì tháng đáy trung và dài hạn luôn là ngon luôn chị, là không chỉ cuối năm này mà những năm về sau sắp tới chị. Có thể mình có nói là đây là cái năm cuối cùng anh chị thấy thị trường dưới 1.100, thậm chí có thể là dưới năm cuối cùng thấy thị trường dưới 1.200. Cho nên cố gắng là tận dụng cơ hội này. Đoạn này mình thấy cơ hội nhiều hơn rủi ro, cho nên anh chị có thể tham gia với một cái tâm thế là được, chúng ta được nhiều mất chúng ta mất ít, mọi người tham gia. Còn mọi người đừng có tham gia với một cái tâm thế là phải thắng thì rất khó thì tham gia. Cứ mở tài khoản mà thấy cổ phiếu không tăng đúng không? Hoặc là đang cầm cổ phiếu tích lũy như vậy thấy không tăng anh chị sốt ruột quá. Thì không nên. Tuy nhiên ai cũng như vậy cả. Nhưng mà nhớ khi mình tham gia chúng ta cái tâm thế là sẽ quyết định cái hành động của mình mà. Chúng ta đừng có ép là bà bắt buộc là thị trường phải tăng hay cổ phiếu phải tăng không? Có những phiên không cần tăng gì à. Có những phiên không cần tăng. Nhưng mà vận động vẫn tốt. Cho nên cái đoạn này mọi người tham gia cho nghĩa với một cái tâm thế đó là cơ hội nhiều hơn rủi ro, được chúng ta được nhiều mất chúng ta mất ít, sai chúng ta cắt. Chứ đừng có tham gia là phải bắt buộc là phải thắng, không ai làm được cái điều đó. Và chúng ta tự ép mình vào một cái khuôn khổ như vậy nó khó chịu. Có thấy cổ phiếu giảm 200%, 300% mang hàng ra bán xong cổ phiếu vào pha sóng cái lại phải đuổi đuổi xong bắt lợi, tự nhiên mất rất mất một cục tiền, phí không anh chị, phí chứ đúng không? Cho nên cố gắng bình tĩnh nha anh chị nhà đầu tư nào mà mọi người chưa có cái kế hoạch mua bán thì cứ về với mình hỗ trợ anh chị ha. Yên tâm là Nghĩa đã quay trở lại rồi ha, khỏe lại rồi. Thấy thì chưa thấy hẳn nhưng mà chắc chắn đủ sức khỏe để có thể đồng hành cùng với anh chị ở thời điểm hiện tại. Cho nên welcome tất cả mọi người nha. Anh chị có thể mở tài khoản tại VPS với ID là 3298. Anh chị đã có tài khoản tại VPS thì mọi người chuyển về ID này. Rồi nha. Rồi. Hẹn chắc là hẹn gặp lại anh chị nhà đầu tư chúng ta vào buổi live stream tối ngày mai lúc 19:45 cũng trên kênh ITB, và sẽ giải đáp trực tiếp cổ phiếu với mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.